chúng ta sẽ hạ thấp trọng tâm xuống và tì vào tay của đối thủ để khống chế đòn dao. Trong trường hợp này, khi chúng ta tránh được rồi thì chúng ta sẽ kéo cái tay của đối thủ ra bên ngoài người của mình. Đó. Và khống chế tay của đối thủ, đồng thời tay kia tấn công vào mặt để làm cho đối thủ bị phân tâm vào tay dao. Từ đó chúng ta sẽ làm động tác tước dao. Khi đối thủ cầm rất chặt thì chúng ta sẽ cầm vào cái bàn tay của đối thủ và dùng cái người để ép để lấy dao ra bên ngoài. Đối thủ lại tiếp tục chỉ mặt, mình giơ tay phòng thủ, người ta đối thủ tấn công từ dưới lên. Nhưng lần này là chúng tôi sẽ đi vào, tiến vào để khống chế thẳng tay của đối phương. Và từ tư thế này thì có thể đánh xuống tay hoặc đánh tiếp vào gối đối phương và đánh ngã đối phương bằng động tác cài. Trong tư thế này thì sẽ giật úp đối phương xuống và khống chế